Zidane chốt siêu hợp đồng trị giá 150 triệu bảng với sao Premier League. Đội trưởng đội tuyển Bỉ thực tế cũng đã nằm trong tầm ngắm của Real Madrid trong một thời gian dài. Tuy nhiên kền kền trắng trước đó không thực sự quá cần Hazard do vẫn sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thượng thẳng trong đội hình. Thè này, với sự trở lại của Zidane và sự cấp thiết của việc thay máu lực lượng, Hazard được trở thành một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên. Theo Marca, một tờ báo nổi tiếng thân Real. Chelsea sẽ đồng ý để cầu thủ vốn không còn thiết tha với mình ra đi với mức phí khoảng 150 triệu bảng. Hazard được cho là sẽ gắn bó với Real theo một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Những thông tin trên càng trở nên có cơ sở sau những lời đường mật mà Zidane dành cho Hazard trong cuộc họp báo trước trận đấu với Ajax. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của cậu ấy, từ hồi còn ở Pháp. Cậu ta có kỹ thuật cá nhân cùng khả năng đi bóng tuyệt vời. Hazard là mẫu cầu thủ có thể kéo cả đội bóng lên và có thể thay đổi trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc xuất thần. Huấn luyện viên nào cũng muốn một cầu thủ như thế trong đội hình. Mùa này, Hazard đang là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Chelsea. Anh đã ghi 14 bàn và có 12 đường kiến tạo sau 27 trận ở Premier League. U. Chelsea đang chật vật sau giai đoạn thăng hoa hồi đầu mùa, sẽ khó lòng đáp ứng tham vọng của Hazard. Nếu mọi thông tin trên thành hiện thực, Hazard sẽ gặp lại người đồng đội ở DTQG Bỉ và cũng là người cũ của Chelsea, thủ môn Thibaut Quốc Tòa. Găng tay vàng World Cup 2018 tỏ ra rất hào hứng với viễn cảnh trên. Tôi không biết liệu anh ấy có đến đây, hay liệu câu lạc bộ có muốn anh ấy hay không. Đối với tôi, Hazard là một cầu thủ tuyệt vời, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thật tốt nếu anh ấy cũng ở đây.